giờ mới nghĩ ra đó chứ hồi đó đâu có biết đâu, đâu có để ý con mình đâu. Thì hồi nhỏ tới lớn là yêu cầu thấy ai đi ngang nhà là bắt đầu nó chắc chắn đưa ta. Vậy luôn hả cô? Con nghĩ bây giờ chắc Hiếm cũng đã hiểu cũng rất là nhiều hơn Hiếm. Giờ thì cũng hiểu, hiểu phần nào. Dạ. Con xúc động quá con khóc. Ai đi ngang nhà là nó xách xe nó đưa người ta, anh thấy già già mấy người già đi ngang nhà đi bộ là nó xách xe ra nó đưa. Mình đi tới ngay thấy con mình, như con cũng tin mình, như cũng vậy. Mà giờ thấy hiểu. Nhầm khi nó đi dọc đường mà nó gặp con kiến luôn chị. Bắt kính đeo lâu rồi. Là em lại kêu kính đeo hả? Lại kêu đeo đó, đeo mấy tháng rồi. Dạ. Tại vì là trước khi mà em lại đi ha. Đeo ở nhà. Hồi sáng Kiếm làm cái món gì cho em lợi ăn xíu? Làm đậu đũa xào xong cho nó ăn. Dạ. Ba cái tàu hũ chiên hai món. Thôi hôm rồi á Thím, em lại mà lên trên Sư Sĩ Hải cũng có chia sẻ là nói là con đi làm á, giờ được mẹ la hoài nè, hỏi sao kêu con làm về làm có tiền nhiêu rồi con cho người này người kia giúp người kia, rồi về không có dư được nhiêu rồi mẹ phải la. Ừ, nó đi lợi 200 để cho người ta hết trăm. Dạ. Yeah. Giao đi giao xe cá về lợi 200 cho người ta hết trăm. Dạ. Yeah. Ai khổ khổ không cho 20, ai khổ khổ cho 20. Dạ. Yeah. Rồi về cái gậy nó hỏi tiền lợi đâu rồi. Giấu cái hình là hỏi cái con cho ta. Trời ơi. Vậy là được con như vậy là tốt rồi Thím Sáu. Còn có Thím Út. Tại vì con với ông cái gặp mấy người già già bán bánh rồi bán bánh cam rồi mấy cái có ông già già đó bán cam đó là chim nó mua suốt luôn, mua 20 hai mươi chục đi hết cái đại ta. Mua tiếp. Mấy già già mua tiếp. Nếu mà theo như suy nghĩ của mọi người sao? Thì con biết như suy nghĩ như con gì á, là nếu mà một người cha mẹ nào mà có người con mà hướng đạo tu Phật pháp chân chánh á, là con nghĩ là cái đó là tốt hơn là mình có vàng có bạc nữa đó con Thím. Còn hơn là cái một người con mà không có lo làm ăn mà lo, gặp người con mà giàu có mà quậy quọ không là con nói là khổ ba đời luôn đó, con nói thật sự đó. Làm cha làm mẹ mà mình sinh con nuôi tới lớn chồng cho con mình có gia đình hạnh phúc có tương lai mà nó như vậy nó chứ cũng buồn lắm chứ cũng khổ lắm mà xin sau này lại thêm cái gì mà suy nghĩ. Khi mà Thím mà hiểu ra được cái ý nghĩa của em thấy á, để mà đi tu để sau này cũng như báo hiếu cho gia đình á, là sao thời gian mà Thím hiểu ra được vấn đề đó Thím rất là bây giờ là con nói gì cho cô dễ Thím dễ hiểu nè. Ví dụ như cha mẹ nào mà không muốn sanh con ra mà cho con mình có cái nơi mà yên ổn có gia đình đúng không, yên ổn thì ai cha mẹ nào mà không muốn là mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại là cái con cái của mình nó có hướng tâm đi tu, hướng tâm đi tu Phật thì cái người con nó hướng đi tu Phật người ta mới cảm thấy người ta hạnh phúc. Người ta không thích cưới vợ, không thích có con mà mình ép như vậy thì con mình nó đâu có hạnh phúc. Con nói cô đúng không? Đúng. Tại vì nó không chịu mà mình ép là tức là không hạnh phúc. Nói chung là một lần con cũng có ý nghĩ là không có cho nó đi tu là để cưới vợ mình có gia đình có hạnh phúc là mình mừng. Mà giờ suy nghĩ thấy nó quyết tâm quá thì con cũng nghĩ lại á, cũng là nó đi tu của ông đi tu nó cũng là cái nghề. Cũng là cái nghề của nó mà cô bác vậy em bên ngoài khi người ta phim á người ta nói cũng như là cái hạnh nó vậy rồi, nó kiếm vậy rồi, là cái căn duyên rồi, cái căn duyên nó vậy rồi thôi giờ mình cũng phải chịu. Với hơn nữa thấy nó con nó quyết tâm quá thôi cũng phải chịu. Nhưng mà cái mà em ấy tu là sau này á cô với chú được phước rất là nhiều. Khi mà một Phật tử nào đó họ biết đến em lại, từ em lại mình nó nói ủng hộ về gia đình rất là nhiều. Nói gì nè, phước hay không phước là mình không có quan tâm tới, mà cái vấn đề ở đây là mình có được một người con biết tu hành là cũng như là gọi là có cái tâm thiện đó, là con thấy là gia đình là nếu mà ai là cha mẹ là hạnh phúc rồi đó. Dạ. Cô cứ nghe điện thoại đi. Anh
gầy nó, cô cũng gầy, nói ngay cô cũng gầy em lại nó, cô nói là cũng như là con đi vậy đó thì con mất hiếu với cha với mẹ, như cha mẹ đang bận mà con không ở nhà mà phụ cha mẹ con đi vậy đồ này kia đó, gầy nó rồi nó nói cũng như kiểu nó nói con đi á thì cái này là con không phải mất hiếu mà con đi tu với sau này đang con trả hiếu cha mẹ kiếp sau gì đó. Nói chung là em đợi cũng em nghĩ xa hiểu, nghĩ sâu xa giống như Sư Chí Hải. Khi mà ba mẹ của Sư Chí Hải khi hiểu ra rồi thì bây giờ rất là ủng hộ, tại vì khi mà Sư Chí Hải khi mà đi á để lại một cái dòng tin nhắn rất là dài, khi mà đi ra gần tới Sư Minh Tuệ á là Sư Chí Hải nói Sư không phải là bình thường, suy nghĩ bình thường mà để đi ra thấy cha mẹ mình làm cực quá, cho nên là không có nhìn mà kiểu như không nở, cho nên là có cái ước nguyện đi tu hành để là sau này nếu mà mình đắc đạo, có cái ý quyết là cả đắc đạo để là mình báo hiếu cho cha đó, cha mẹ đó. Giống như là Mộc Tiền Liên ngày xưa đó. Cha thế này thôi. Dạ. Thì rất là nhiều bà con cô bác cũng có bình luận khi mà một gia đình mà được có một người con mà tâm thiện đi tu như vậy á, cha mẹ rất là phải quan hỷ, và nói chung là người ta rất là ủng hộ và động viên với gia đình. Dạ. Rất là nhiều bà con cô bác rất là tán thán cái điều đó. Mà bây giờ cô mới nghĩ ra là nó là hồi nhỏ tới lớn á. Giờ mới nghĩ ra đó chứ hồi đó đâu có biết đâu, yeah. Đâu có để ý con mình đâu. Hồi nhỏ tới lớn là chứ còn ừ. Thấy ai đi ngang nhà là bắt đầu nó trách cha anh đưa ta. Rồi vậy luôn hả cô? Con khóc rồi. Con nghĩ bây giờ chắc Thiếm cũng đã hiểu cũng rất là nhiều hơn Thiếm. Giờ thì cũng hiểu, hiểu phần nào. Dạ. Con xúc động quá con khóc. Ai đi ngang nhà là nó xách che nó đưa người ta, anh thấy già già mấy người già đi ngang nhà đi bộ là nó xách che ra nó đưa. Mình đi tới ngay thấy con mình như con cũng tin, mình như cũng gầy. Bây giờ thấy hiểu. Người nhầm khi nó đi dọc đường mà nó gặp con kiến con gì hay là con dám con làm gì không biết mà yêu cầu ai cám ngang hay là ai mà đạp là nó bắt nó đựng nịu nó nâng niu nó cho mấy con đó nó đựng có mà chết. Bây giờ cô thấy nó vậy cô mới hiểu. Chứ đó đâu có hiểu. Em lại như là mượn cái chỗ gia đình này để mượn tạm thôi. Để ra lớn lên rồi bắt đầu đi tu. Dạ, cô nghe đi, ngồi đi con. Tại vì để em đâm tiêu nó không có đường bắt. Cô cũng chạy điện thoại cũng dở lắm. Tính ra em lại trước khi đi tu là đã đưa cho Thiếm đeo cái vòng A Di Đà Phật trước. Nó đưa đâu rồi, cái này nó mua tháng. Hồi mấy tháng trước, hồi chưa qua Tết chút mấy bữa. Cái vòng này thấy vậy rất là ý nghĩa, Thiếm đeo trên tay á, khi mà mỗi khi mình muốn làm cái gì đó mình nhìn thấy chữ A Di Đà Phật là cái tâm mình để suy nghĩ lại. Rất là ý nghĩa. Theo con có cảm nhận là như vậy. Đeo rồi cô lộn ra cô bỏ quên nó thấy nó đưa hoài à. Dạ. Đi tắm rồi đó lộn ra bỏ quên cậu nó không cho là em đợi suy nghĩ rất là sâu sao khi mà đeo cái vòng. Nghe nói là cái mốt mà định tháng 7 này ăn chay luôn hả? Chắc cũng tháng 7 này tới tháng 7 gặp tháng 7 em ăn chay luôn. À. Nói chung là gia đình này mấy đứa này con thằng nhỏ nó cũng phải ăn chay nữa. Là em lợi là trước đó là cái tâm Phật nó đã sức khoát từ nhỏ tới lớn rồi nhỏ, chứ không phải là mới đây đâu. Đó, dạ. Còn nhỏ là nó hay nói hoài à, mẹ ơi con đi tu à, mẹ con đi tu à, mẹ lâu có nó chơi vậy đó. Dạ. Giờ nó con khuyên chân thành vậy luôn nè, không biết thì em thì con nói với Thiếm thôi, con tạm thời là em tu tại gia đi, rồi mình nghiên cứu mình xem kinh mình trong cái thời gian này mình học phải cái kinh nào là đúng
và hành theo là đúng. Và nếu mà có ai á, anh em là cô chú nào mà có chỉ con hay gì đó, hay là chỉ em gì đó, con chia sẻ lại, cũng như là mình phải tham khảo những cái kinh nào cho nó đúng đó. Chứ nhiều khi là mình tu như thế mà mình xem kinh mà không đúng á, thì nó không có đúng theo cái hạnh đó. Cho nên là tạm thời tu tại gia thì mình coi kinh nào, và mình khi nào mình hạnh nguyện mình coi kinh nào, theo cái con nghĩ là vậy đó. Để từ từ khi nào mà thích hợp với có cái căn duyên là ấy à. Rồi mấy năm trước thì nó đòi đi chùa tu, nó đòi, nó hỏi cô hoài, nó hỏi mấy mẹ ơi hồi đó thì nó nói con bằng tiếp cha tiếp mẹ 30 tuổi còn đi tu. Nó cho ba mẹ chưa có vợ rồi, nó nói chứ 30 tuổi còn đi tu rồi. Dạ. Nó không chịu có vợ, rồi nó nói con bằng tiếp cha mẹ tới 30 thì con đi tu. Vậy là mấy năm trước nó đòi tới 30 là con đi vô chùa con tu. Rồi từ hồi nổi lên thầy Minh Tệ tới giờ đó, rồi nó đòi đi theo ổng luôn. Dạ. Ngồi mai quần mai áo lấy ba đồ cũ mai quần. Thì giống sư Chí Hải rồi. Giống như tới một thời điểm đủ căn duyên bắt đầu có một cái ý chí lớn hơn. Sư Chí Hải cũng năm lớp 9 thì cũng bỏ vô chùa tu. Ba mẹ cũng bắt lại không cho. Sư Chí Hải thì lúc đầu cũng dứt buổi chiều thôi là đi vô nghe kinh. Nghe ghét thì xong rồi quy nào gia đình hay luôn. Rồi vô chùa ở luôn rồi xong rồi gia đình mới năn nỉ về. Kêu để nào con lớn thì rồi muốn làm gì làm. Yeah. Thì tới lớn bây giờ cái bắt đầu mới kiểu giống như là khi mà ngộ ra được đó cái chân lý rồi bắt đầu đi luôn đó. Mà ăn lợi này con nghĩ là chắc em nó không có qua đầu đâu, tại vì quá trời nó đam mê luôn mày, nó say chín mùi luôn ha. Dữ lắm mày, cái gì nó cũng nói theo là Phật pháp thông luôn, tối ngày nó theo cô, nó nói tối ngày theo Phật pháp thông luôn. Nếu gọi đi ra ngoài ngồi thôi, vô tới nhà là nói theo Phật pháp thông luôn. Dạ, là khi mà nói chuyện với Thiếm ha. Ừ, nói chuyện với Thiếm là nói theo Phật pháp thông luôn. Dạ. Nói chắc nghĩ nó không có qua đầu rồi. Bởi vì cô thấy thì cô thôi chịu con luôn chứ giờ. Dạ, mình cứ đứng phía sau mình ủng hộ tinh thần để cho em ấy cứ yên tâm mà để tu tập đó nhé. Mình chỉ giống như là mình đứng sau mình hỗ trợ thôi. Tại vì em ấy đã quyết tâm như vậy rồi, mình không thể nào mà mình... Chung là tùy duyên đi, có tùy duyên đi. Mình cũng không nói trước được, tùy duyên đi. Tại giờ tới đâu mình tính tới đó thôi nha Thiếp. Chứ sao giờ mình đâu có ngăn cản được. Tùy duyên mẹ ơi, tùy duyên đi. Nói con đi tu á, con đi theo thầy Minh Tệ rồi đâu có ai đi nổi như ổng đâu, đi trời nắng trời nôi bệnh hoạn rồi mắc gió mắc nắng rồi ngủ bờ ngủ bụi bệnh hoạn á, nó nói thời buổi giờ chết nay sống mai tùy duyên. Thì là em đã quyết chứ lắm rồi, cho nên là tại vì mình tùy duyên là cái câu nói là tức là mình không biết trước được cái sự việc nó xảy ra tới đâu, mình không có tính cho được. Nên là không tính được, cho nên gọi là tùy duyên. Giờ chết nay sống mai mơ chứ thấy nay mơ chết chừng nó mẹ con đi tu không kịp. Giống như câu hỏi dụ như hôm nay ông đi tới đâu, đi tới chỗ nào thì làm sao mà biết được mà nói. Khi nửa chừng muốn ý định là đi đó nhưng mà tới đó thì gặp một cái việc gì đó thì thay đổi đi chỗ khác. Cho nên là gọi là tùy duyên. Dạ hôm nay thì anh em con cũng gửi lời cảm ơn đến là Thiếm Út chia sẻ, và rất là xúc động khi nghe mà Thiếm Út chia sẻ chân tình những câu chuyện của em Lợi. Thì anh em cũng cầu chúc cho là em là thân tâm ăn lạc tu hành tinh tấn, và đặc biệt là gia đình cô, con nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ tới cái căn duyên thì mình cũng giống như ước nguyện của em đã nói hôm trước nha con. Tại con thì cũng dám nhắc lại. Thì con thấy cô Thiếm với chú thì cũng rất là phúc hậu luôn á. Thì hy vọng rằng là sẽ cho em được như cái ước nguyện của em, cũng như là tự duyên tới đâu thì hay tới đó nha con. Dạ con chào con nha. Rồi con cũng xin phép chúc chú Thiếm và gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Cũng